cho mẹ con 1 triệu nhá. Hai mẹ con 1 triệu. Cái này của chú Tân Thái, chú mà ủng hộ phát cơm ngày hôm nay chú cho. Sao? Bữa hai mẹ con bé sốt bị xe tông luôn. À, bị xe tông. Rồi chờ xíu để lấy cơm nhé. Đây, đây em về lại cái. Từng chú Thái. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Thái. Dạ. Rồi, nói cảm ơn nào. Cảm ơn. Cảm ơn nào con. À, rồi. À, thưa cô ba anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Tư. Ngày hôm nay thì có chú Tân Thái ở Boston có ủng hộ để phát cơm chay. À, đây thì mình sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh mà đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị. Đây cơm chay thì gồm có là trứng này, đậu hũ, nấm rơm, nấm mèo, nấm đông cô. Ngoài ra các bạn ơi, ở đây thì còn nhờ thêm mấy chị đây mình phát là bánh mì, phát nước suối, phát chuối. Rồi chào bà. Rồi chú ơi, chú mời lên đi. Rồi từng người sẽ tiến tới để nhận thức ăn. Bà sẽ phát chuối, phát canh. Rồi qua đây một cô sẽ phát chú cầm hai cái hũ ra tay đã, chú cầm ra tay đã. Chú cầm thố ra để cho để lấy đồ ăn. Rồi mời chú. Rồi đưa nó con trước. Rồi cho nó ăn từ từ đó chú. Từ từ. Em cũng xong với chú đưa. Rồi chú cơm đưa thằng tay lại luôn. Để cho múc cho mình rồi chú đồ ăn. Bây giờ lấy cơm từ từ cho múc xong. Nhưng mà để luôn đi đó. Từ từ bằng đó. Múc xong cho mình đưa. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn bà. Hey, cô bác có liên lạc với Tuấn Dương theo cái số điện thoại này nè, 0966581231, Zalo hoặc Viber. Cơm đây thì chuyên dành cho các cái hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân, người nuôi bệnh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ những cái hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Trong buổi sáng ngày hôm nay là sáng thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022. Mình đang trên đường tới bếp cơm thì bắt gặp một cái cơn mưa rất là lớn. Mưa ập xuống một cách rất là bất ngờ các bạn ạ. Nên là mình dừng lại để chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh của buổi phát cơm. Gặp cơn mưa thì sẵn tiện quay luôn cái cơn mưa để cô bác anh chị chúng ta thấy được những cái hình ảnh về cuộc sống thực ở Sài Gòn. Đây đang là góc đường 3 tháng 2 cắt với đường Tôn Thất Hiệp các bạn ạ. Bỗng dưng mưa quá trời lớn luôn. Bên kia là nhà hàng Tân Lạc Viên. Mưa bỗng dưng ập xuống bất ngờ nên là mọi người trở tay không kịp luôn các bạn ạ.
mặc áo mưa. Đó, mưa rất lớn các bạn ơi. Đi xe gắn máy mà không có áo mưa thì chắc chắn là ướt hết như chuột luôn. Trời mưa nên là việc di chuyển sẽ chậm hơn, do là đường trơn và phải mặc áo mưa thì nó cũng cản gió, đồng thời nó cũng lòe xòe làm khó di chuyển. Cũng có những người không mặc áo mưa thì chấp nhận chịu ướt. Trời mưa này thì những người đi xe hơi thì không có bị ảnh hưởng gì các bạn ơi. Còn những người mà lao động, chở đồ hoặc là buôn bán nhỏ thì chắc chắn là bị. Đây mình có thấy một cái xe bán hàng rong, bán dừa, anh ấy đã phải dừng lại để trú mưa rồi. Ngớt mưa thì anh ấy sẽ đi tiếp. Một cái xe ba bánh, xin lỗi, xe hai bánh và dùng xe gắn máy để kéo. Trời vẫn đang mưa và thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển nha các bạn. Không thể đợi lâu được, đến giờ phát cơm rồi. Dự kiến là ngày hôm nay thì trời sẽ mưa rất lớn vì ảnh hưởng của cơn bão. Đây đang là khúc phó cơ điều cắt với đường 3 tháng 2. Thưa cô bác anh chị, đây đang là cổng bệnh viện Chợ Rẫy và cổng số 3. Cho mẹ con 1 triệu nhá, hai mẹ con 1 triệu. Cái này của chú Tân Thái, chú mà ủng hộ phát cơm ngày hôm nay chú cho. Hai mẹ con bé chó bữa bị xe tông. Sao? Bữa hai mẹ con bé chó bị xe tông luôn. À, bị xe tông. À. Rồi chờ xíu để lấy cơm nhá. Đây, mẹ em về lại cái. Tân chú Thái. Dạ. Cảm ơn chú Thái. Rồi, nói cảm ơn nào. Cảm ơn. Cảm ơn nào con. Rồi. Thưa cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Tư. Ngày hôm nay thì có chú Tân Thái ở Boston có ủng hộ để phát cơm chay. Đây thì mình sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh mà đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị. Đây, cơm chay thì gồm có là trứng này, đậu hũ, nấm rơm, nấm mèo, nấm đông cô. Ngoài ra các bạn ơi, ở đây thì còn nhờ thêm mấy chị. Đây mình phát là bánh mì, phát nước suối, phát chuối. Rồi, chào bà. Rồi, chú ơi, chú mời lên đi ạ. Rồi, từng người sẽ tiến tới để nhận thức ăn. Bà sẽ phát chuối, phát canh. Rồi qua đây một cô sẽ phát chú cầm hai cái hũ ra tay đã, chú cầm ra tay đã, chú cầm thố ra để cho để lấy đồ ăn. Rồi mời chú. Rồi đưa nó lên trước. Rồi cậu đồ ăn từ từ đó chú. Rồi từ từ em cũng xong với chú đưa. Rồi chú cơm. Cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn bà. Rồi, xin mời. Rồi, cảm ơn tài trợ. Rồi, xin mời, xin cảm ơn. Lấy cơ trước rồi, lấy đồ ăn, đồ đi. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, xin mời, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Tuấn Dương sẽ quay một lượt từ đầu hàng cho tới cuối hàng để cô bác anh chị chúng ta tiện theo dõi. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022. Đây đang là số 3/6 đường Bà Triệu. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chú ạ. Dạ, xin mời. Cô bác mình mở sẵn hai cái nắp hộp ra nhá, để đồ ăn cho dễ. Cô bác cầm sẵn hai cái hộp ra tay. Rồi đi đi chị Trang, đi đi cho đỡ kẹt xe. Rồi chỉ cần xếp hàng là có. Cô bác có thể liên lạc với mình qua số điện thoại là 0966 581 231. Dạ, xin mời, xin chào. Tiến tới đi cô bác. Mọi người cứ ra sau là lại đứng nối tiếp. Nối tiếp vô. Và được các chú hướng dẫn là mở sẵn nắp hộp ra. Còn một hàng nữa ở bên kia đường nha các bạn. Rất là dài. Để cô bác đứng làm hai hàng, một hàng dài tới tận cổng bệnh viện. Đấy, hai hàng thì có cái chiều dài tương tự như nhau.
bao xốp ra để đựng. Rồi để hai cái, cầm hai cái thố, mỗi thố tay một cái thố chị. Rồi cảm ơn em. Đây là cơm chay có trứng. Trứng này là trứng gà công nghiệp. Dạ. Đây các bạn thấy này, cái hàng dài tới cái đuôi đây các bạn. Các cô ở đây đi nuôi thì đã có, thường là có kinh nghiệm rồi, nên là có sẵn cái đồ đựng. À, cái điểm này các bạn là rất gần cổng số 6 của bệnh viện. Đây, cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Giờ các chị tiếp tục đi ra để nối đuôi xếp hàng vô. Nhiều người không có đồ đựng thì được những người đi trước hướng dẫn là chỗ mua đồ đựng. Đây các cô đang để các cái hộp cơm ở đây để sửa lại rồi mang vô trong. Thấy là lượng người đi nuôi bệnh lúc này rất là nhiều. Dạ. Bé kia nó gửi xin giùm được không? Nó mất đẩy chợ nó đi chụp hình rồi. Rồi rồi. Thì cô đến nói mấy người đó. Dạ.
nó đẩy vợ nó đi chụp hình xuống đây đợi lâu quá, vợ nó điện chạy ra. Dạ dạ. Hỏi cho được không? Cô bác mặc áo vàng này nó đi nuôi bệnh ở trong bệnh viện. Đứng nối đuôi vô cô. Có những người đói quá lấy xong bỏ quả chuối ra ăn.
ổng giờ xe rồi mày lại không có xe rồi. Từ từ thôi, từ từ chơi thôi. Cầm tay cho ta múc. Đó tiện. Rồi bước lên đây, chặn lấy cơm rồi đi qua từ từ. Được chen lên. Cô bác có liên lạc với Tuấn Dương theo cái số điện thoại này nè, 0966581231, Zalo hoặc Viber. Cơm đây thì chuyên dành cho các cái hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân, người nuôi bệnh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô bác qua bên kia lấy cơm chay nữa nhá. Dạ, qua bên chùa lấy cơm chay nữa chú. Cô bác qua bên chùa lấy cơm chay nữa nhá. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn mấy cô. Rồi, đó, khách nào luôn, ta bút xong rồi đó.
xin mời. Rất đông nha cô bác anh chị. Mặc dù hôm nay là thứ bảy á. Rất nhiều người sẽ bớt đi một phần khó khăn khi nhận được những cái suất ăn này. Có những chị cho Tuấn Dương biết là khoảng 3 tháng nay chị đều ra để nhận cơm từ thiện. Và chị nói rằng nếu không có cơm từ thiện thì chắc là chị không thể đủ sức để mà chống chọi lại với cái chi phí cao khi mà phải nuôi bệnh ở bệnh viện, nhất là khi mà người nhà lại bị chạy thận, chi phí một ngày rất là tốn kém. Lấy cơm chưa chú? Có chưa? Đau quá. Chạy xuống đây, đi từ đâu lại? Về Đại Nam. Từ Đại Nam Bình Dương chạy xuống đây. Trời ơi. Xe này không? Trời ơi ghê vậy. Giống có thể uống nước luôn á, đang cài luôn. Dạ. Anh giờ đang lại bà già làm việc cho. Vâng. Mấy cái nhỏ. Đang cài kiếm cơm cho mấy nhỏ ăn. Vâng. Lấy cái ngọt cho hai đứa nhỏ ăn. Vâng. Dạ dạ. Chú từ Bình Dương lại xin cơm. Một lần nữa thì Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn chú Tân Thái ở Boston đã ủng hộ cho chương trình này. Cảm ơn các tình nguyện viên ở bếp cơm của cô Tư đã đồng hành để phát những các phần thức ăn này giúp đỡ bà con, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đi thẳng ra ngoài anh. Không biết cái chuyện của anh. Đi ra ngoài cho người sau còn lên. Bảo cưới Việt Kiều không chịu, cứ đi nhặt ve chai. Bảo cưới Việt Kiều thì không chịu, cứ đi nhặt ve chai. Thank you.
Rồi cô cho thêm cho bà này. Cho bé nó đi về đại dạ nó chụp hình luôn. Không phải cho. Đứng ở ngoài này. Đứng ở ngoài đi cho chị đứng ra để đây đây chị. Rồi nữa à. Để cho bọc mấy chị chứ. Rồi chị mang ra ngoài được rồi em. Sau xếp hàng nối đuôi vô dùm. Xếp hàng vô chị gái, nhận hà thì xếp hàng vô dùm. Đây toàn những người nghèo khổ thôi, đâu có gì đâu mà coi. Lại lấy hộp chị, lại lấy hộp ở đằng kia để lấy cơm. Đây toàn những người nghèo khổ, có gì đâu mà coi. Rồi, con cảm ơn chú nhé. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Dạ, dạ. Con chào chú ạ, chú đi ạ. Dạ, 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 con chào chú ạ. Vâng ạ. Xuống thêm đây là phát thịt kho tiêu. Em gái này ngày nào cũng xếp hàng lấy hai lần. Thôi kệ kệ. Đây những phần cuối cùng rồi. Rồi lấy nước rồi. Nó tỉnh rồi nha. Rồi đó, còn nước thì lấy nước nha. Có gì lấy đó. Rồi Tuấn Dương cũng xin kết thúc video ở đây. Một lần nữa cảm ơn gia đình chú Tân Thái đã ủng hộ cho chương trình này. Và có ba anh chị có thể liên lạc với Tuấn Dương qua số điện thoại 0966 581 231. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.